Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Câu lạc bộ Phú Hiến tích cực thi đấu giao hữu và tuyển mộ cầu thủ nhằm hướng tới một mùa giải thành công sẽ là thông tin mở đầu bản tin hôm nay. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, vừa qua câu lạc bộ Phú Hiến đã có 2 trận đấu giao hữu với những câu lạc bộ của V-League. Trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Phú Hiến để thua đội chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định với tỷ số 0-1. Tiếp đó, câu lạc bộ Phú Hiến hòa câu lạc bộ Hải Phòng 1-1 trên sân nhà BVF. Các tân binh mới gia nhập câu lạc bộ như Lâm Thuận, Thế Tài, Văn Đạt, Quang Vinh, Duy Lam đều được ra sân và thi đấu tốt. Câu lạc bộ Phú Hiến cũng vừa tuyển thêm 3 cầu thủ từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF là Quốc Thắng, Tiến Đỉnh, Hoàng Duy. Bên cạnh 7 tân binh được chiêu mộ trước đó thì đến nay, câu lạc bộ Phú Hiến đã bổ sung 10 cầu thủ mới. Theo dự kiến, giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc sẽ được tổ chức tại Bắc Cạn vào cuối tháng 2 tới đây. Để tham dự giải này, đòi hỏi các vận động viên phải đạt đai đen một đẳng quốc gia. Đoàn Hưng Yên đã tiến hành tập luyện và cử 16 vận động viên tham gia ở 2 nội dung, quyền và đối kháng. Mục tiêu đặt ra là giành được 20 huy chương các loại. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên giải thể thao này tạm hoãn lại. Các vận động viên sẽ được tập luyện trở lại theo lịch của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại thành phố Hưng Yên, nhiều trung tâm phòng tập thể thao đã giảm đến hơn nửa số người luyện tập thường xuyên. Tại trung tâm Body Gym, nếu như những ngày thường, khung giờ từ 17 đến 20 giờ, 3 phòng tập gym ở đây đều luôn chật kín người, thì những ngày này, số lượng người tham gia đã giảm mạnh đến hơn 50%. Các môn được giới trẻ yêu thích như tập yoga và zumba cũng không còn đông đúc như trước. Trước tình trạng đó, để người dân yên tâm đến tập luyện, các trung tâm phòng tập thể thao đã thực hiện phun thuốc diệt khuẩn, vệ sinh trang thiết bị và khuyến cáo người tập thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng tránh dịch bệnh. Trong những ngày đầu xuân năm mới, thay vì tham gia vào các cuộc nhậu liên hoan, uống bia rượu, thì nhiều thanh niên trong xã Thọ Vinh, huyện Kim Động lựa chọn tham gia các hoạt động thể thao tại địa phương. Nam thanh niên thì tập trung giao lưu bóng đá giữa các thôn, còn phụ nữ tích cực luyện tập bóng chuyền hơi. Đây đều là những sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho thanh niên, góp phần giảm thiểu tai nạn xã hội. Trong những năm gần đây, đoàn viên thanh niên trong xã Thọ Vinh luôn đi đầu ủng hộ kinh phí và ngày công lao động để xây dựng các sân tập thể thao trong xã, tạo điều kiện cho nhân dân có nơi luyện tập thể thao thuận lợi, tiêu biểu như ở thôn Tây Thịnh, Đông Hưng, Thọ Quang. Trường Liên cấp Hồng Đức thị xã Mỹ Hào là ngôi trường duy nhất trong tỉnh xây dựng được bể bơi trong nhà cho học sinh rèn luyện sức khỏe. Bể bơi có diện tích hơn 200m² với tổng kinh phí xây dựng hơn 3 tỷ đồng. Bể bơi 4 mùa là tên gọi khác của bể bơi nước nóng. Đây là bể bơi có thiết kế hiện đại, được xây dựng trong nhà, xung quanh có vách kính, trang bị hệ thống gia nhiệt, công nghệ lọc nước, làm nóng nước tự động nên rất an toàn cho người bơi. Hàng ngày bể bơi thu hút rất đông học sinh các cấp xuống học bơi, rèn luyện thể chất. Với mục đích rèn luyện sức khỏe, người cao tuổi thị xã Mỹ Hào đã rất tích cực luyện tập thể thao với đa dạng các môn như là bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông, dưỡng sinh, yoga, từ đó phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng trong gia đình và tại địa phương. Cầu lông, bóng chuyền hơi là môn thể thao được đông đảo người cao tuổi xã Cẩm Xá chơi hàng ngày. Việc chơi thể thao không những tốt cho sức khỏe mà còn đem lại cho người cao tuổi niềm vui gặp gỡ bạn bè. Chiều nào cũng vậy, khoảng 30 đến 40 người cao tuổi tập trung ở nhà văn hóa thôn để rèn luyện sức khỏe, vận động xương khớp. Người cao tuổi thôn Cẩm Quan thì gồm có 356 hội viên trong năm vừa rồi và các cụ đã đi thi cái môn bóng chuyền hơi của tỉnh là đạt giải nhì. Toàn xã có chúng tôi là có 8 chi hội thì đều là có đội nam đội nữ là tham gia cái đội bóng chuyền hơi. Trực thuộc ở xã thì có một câu lạc bộ là bóng chuyền hơi và một câu lạc bộ yoga và một câu lạc bộ về quạt dưỡng sinh. Xã Cẩm Xá là 2 lần được bằng khen của Trung ương hội về phong trào thể dục thể thao. Xã Xuân Dục cũng là địa phương có phong trào thể thao của người cao tuổi phát triển sôi nổi rộng khắp với hơn 700 người cao tuổi ở 3 chi hội, 9 tổ hội. Các môn thể thao thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia như tập dưỡng sinh, yoga. Người cao tuổi nhất ở xã cũng đã 80 tuổi nhưng vẫn tham gia thể dục nhịp điệu dưỡng sinh với những động tác rất dẻo dai, uyển chuyển. 4:30-5 giờ tôi thể dục, tập dưỡng sinh, tập yoga xong tôi lại ra đi bộ thì các cụ phấn khởi. Nhiều cụ ông tuy đã 70 tuổi nhưng các pha giao bóng, đập bóng vẫn rất mạnh, rất khoát. Chính niềm đam mê thể thao đã góp phần nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi trong cuộc sống. Khi chủ tịch còn sống
chúng ta động viên chúng ta là toàn dân tập thể thao lấy sức khỏe xây dựng bảo vệ tổ quốc. Tôi tham gia cách đây khoảng 3-40 năm rồi và cũng đã được giải vàng, giải bạc, giải đồng đều có cả. Thì những năm vừa qua thì ban đại diện người cao tuổi thị xã Mỹ Hào thường xuyên triển khai và có nhiều cái chương trình về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, thường tham gia các cái giải của tỉnh và đã đạt giải nhì, giải ba của toàn đoàn. Người cao tuổi đã tham gia và góp mặt trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt là phát huy được cái vai trò của người cao tuổi và là cái chỗ dựa tinh thần cho con cháu trong các gia đình. Thị xã Mỹ Hào có hơn 200 câu lạc bộ thể thao với hơn 1.400 người cao tuổi ở các chi hội. Các địa phương có phong trào thể thao của người cao tuổi sôi nổi như Xuân Dục, Cẩm Xá, Minh Đức, Nhân Hòa, Bần Yên Nhân. Việc tích cực luyện tập thể thao không những giúp người cao tuổi tăng cường sức mạnh về tinh thần mà còn kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, tim mạch. Phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.